chào mừng các bạn quay lại kênh Điện Thoại Số. Hôm nay mình sẽ làm clip thay cái màn hình của con Vivo IQOO Neno 855 các bạn. Này mình cách xài màn hình bị nứt, các bạn nứt trọng luôn chứ không có bản chính, nhưng mà cái này là do bị cấn các bạn, xài bị cấn là sẽ nứt màn hình trong, sẽ cái mặt kính ở ngoài không phải như bị góp nó mới kính các bạn. Còn cái này bị cấn nên sẽ màn hình trong bị nứt các bạn, nứt màn hình trong là mặt kính ngoài thì được. Màn hình này bên mình có sẵn các bạn, màn hình mình có màn hình zin, hoàn thay phải ngồi chờ lấy máy luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái máy ra. Trước tiên mình lấy cái sim này nha các bạn, mình tháo cái sim. Con này mình sẽ tháo cái diện xung quanh này chứ mình không có tháo nắp lưng nha các bạn. Mình tháo hai rồi để tiến hành mình dần ốc như các bạn nha. Sẽ nhận cái nắp này rồi mình sẽ lấy cái màn hình ra. Đây là cái mình không có tháo ở trên này nha các bạn. Thường mình tháo dưới này mình sẽ lấy cái màn hình ra, nhưng mà mình tháo trên này để mình gỡ cái cục pin ra. Tại vì cái máy mình không có tặng nguồn nữa, mình sẽ tháo gỡ cháu pin ra để mình gỡ các bạn. Mình làm cách đây cháu pin ra nè. Giờ mình sẽ tháo dưới này. Giờ mình sẽ dặn ốc xong hết rồi, giờ mình tháo cái này là cái lo các bạn, lo chụp sóng. Giờ màn hình nó lại là như các bạn. Giờ mình sẽ tiến hành lấy vỏ này lên để mình gỡ cái cảm ra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo màn hình nha các bạn. Keo con này dán khá là cứng nha các bạn, tháo không biết lâu quá cái ra. Giờ mình sẽ tiến hành test cái màn hình. Máy này hết pin nha bạn, tôi gắn đuôi sạc vô này, sạc pin thử rồi sao nha bạn. Cái cắt gấp lại để lâu quá hết pin. Bạn giờ mình gắn màn hình vô mình test thử trước nha bạn. Mình chưa có gắn, mình gắn màn hình vô. Màn hình là sáng đẹp bình thường như vậy nha. Màn hình là sáng đẹp, màn hình bình thường như vậy. Giờ mình tiến hành mình sẽ tắt mình dán keo màn hình gắn máy lại nha các bạn. Giờ tiến hành bắn keo nha các bạn. Nên hình quấn dây thun lại nha, cố định màn hình lại lúc cho nó cứng ngay nha các bạn. Giờ mình sẽ gắp cái cục dưới vô trước nha bạn. Này mình thay mình dán tem bảo hành nha các bạn. Giờ mình sẽ tiến hành mình gắn cái nắp này vô các bạn. Giờ mình test lại sơ cái camera cái nha.
để mình làm coi mình có dính bụi dính dơ gì camera hay không nha các bạn. Giờ mình sẽ ập cái nắp này vô. Chân tay nhẹ đàng hoàng nha các bạn. Mình vừa hoàn thành quá trình thay màn hình con Vivo IWOO Nero 855 nha các bạn. Thì trong quá trình các bạn xài mà các bạn vô tình làm gớt bể màn hình hay bể kính như mình có thay hết nha các bạn. Thời gian thay tầm khoảng 2 tiếng là xong rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip, các bạn nhớ đăng ký chia sẻ. Cảm ơn các bạn.